Honda Civic Type R 2023 sắp mở bán tại Việt Nam, giới hạn số lượng và giá bán cực kỳ hợp lý. Thông tin đang siêu hot trên thị trường xe thể thao tại Việt Nam chính là tin đồn Honda Việt Nam sẽ mở bán chính thức mẫu xe đua cầu trước Civic Type R huyền thoại, sẽ chỉ có số lượng xe nhất định được đưa về Việt Nam đi kèm với giá bán cực kỳ hợp lý và rẻ hơn rất nhiều so với nhập tư nhân. Năm 2021, một chiếc Honda Civic Type R đời cũ được nhập về Việt Nam thuộc bản giới hạn tại thị trường Mỹ có giá bán không dưới 4 tỷ đồng. Chiếc xe này mới đây đã được bán lại cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chùm siêu xe và sưu tập xe hàng hiếm tại thị trường Việt Nam. Với việc Honda Civic Type R 2023 được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn cùng giá bán cực kỳ hợp lý, chắc chắn đây sẽ là bom tấn trên thị trường ô tô Việt dịp cuối năm nay. Nhiều khả năng Honda Civic Type R 2023 cũng sẽ được Honda Việt Nam giới thiệu tại Việt Nam Motor Show diễn ra vào cuối tháng 10 này tại Sài Gòn. Được trang bị bản nâng cấp của khối động cơ 2.0 lít tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng K20C1 của Honda, Civic Type R 2023 sở hữu sức mạnh lên đến 315 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 420 Nm tại khoảng 2.600 đến 4.000 vòng trên phút. Đây là thông số đã tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm. Xe vẫn dùng hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu trước quen thuộc. Về mặt thiết kế, cánh gió phía sau cỡ lớn của Civic Type R với thiết kế khác biệt so với đời cũ và vẫn có kích thước rất lớn, đi kèm với bộ khuếch tán và hệ thống 3 ống xả đậm chất thể thao. Bên cạnh đó, mặt trước của xe cũng được tinh chỉnh, trông mạnh mẽ hơn và lưới tản nhiệt dạng lưới với các hốc hút gió cỡ lớn được sửa đổi. Chiều cao thân xe cũng sẽ thấp hơn nhưng dài hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được trang bị bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S góp phần giúp Type R mới lập kỷ lục vòng đua với dòng xe dẫn động cầu trước tại trường đua Suzuka tại Nhật Bản. Mâm xe thể thao sơn đen thiết kế quen thuộc do được phát triển từ phiên bản Civic Hatchback nên các chi tiết còn lại của phần đuôi trông khá tương đồng với phiên bản tiêu chuẩn. Di chuyển ở bên trong, nội thất là sự kết hợp của tông màu đỏ xen lẫn với màu đen. Màu đỏ nổi bật xuất hiện trên ghế ngồi thể thao mạnh mẽ, thảm trải sàn, logo và những đường chỉ may tương phản. Trong khi đó, màu đen bao phủ các phần còn lại của nội thất. Da nội thất chủ yếu là da lộn, chế độ lái R đặc biệt tạo nên sự phấn khích trực quan thông qua màn hình hiển thị dành cho người lái và bộ ghi dữ liệu trên xe cung cấp thông tin thời gian thực tế về chiếc xe và cách nó phản hồi với người lái. Cần số bằng kim loại đánh bóng giống như trên phiên bản tiền nhiệm. Xe được áp dụng phong cách thiết kế bằng điều khiển nằm ngang, tương tự Civic thế hệ thứ 11 đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Màn hình thông tin giải trí kích thước 10,2 inch mang lại cho Civic Type R 2023 cảm giác cao cấp hơn. Vô lăng bọc da và đồng hồ kỹ thuật số có hai chế độ hiển thị ở phía sau vô lăng. Theo thông tin rò rỉ, giá bán của Civic Type R 2023 tại trường Việt Nam chưa đến 2 tỷ đồng, gấp đôi phiên bản RS nhưng cũng rẻ chưa bằng một nửa so với việc nhập tư nhân. Dynamics Concept は Ultimate Driving Pleasure です。